Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục ở nhà của em Trường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nhân ơi vậy. Chào Trường. Dạ em chào anh Tuấn, em chào hết tất cả cô chú anh chị quen thuộc của kênh Mai Vàng Quê Dừa. Thì hôm nay em tiếp tục về giao lưu 32 cây mai giảo Thủ Đức, bông từ 6 12 cánh, bông bao bông luôn nha. Thì chỉ cần giảo Thủ Đức mình dưỡng mà bông nhiều to thì nó sẽ thơm thôi, chứ không cần phải giảo hương đâu. Dạ, thì địa chỉ của em vẫn là ở xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0868 635363 luôn. 635363 cũng là số Zalo em luôn. Thì hình thức giao cây của em vẫn là bao ship toàn quốc. Thì lô mai này to lắm nha nên phí ship rất là nặng. Rồi, mình giao cây đầu tiên đi, mã số 31. Rồi, mã số 31. Quay xong thì em giao cây đến khách là em phải lật lá nha để nó không mất sức cây. Rồi, mã số 31 này mình lấy chiều cao khoảng 2m anh. Là ngang này mình lấy khoảng 1m35. Rồi 1m35 ngang ha. Dạ. Rồi tàn thì kín mít luôn, tàn bự luôn. Đây xương nó đây quý vị, chủ yếu mình quay cho quý vị thấy được dàn xương ở đoạn gần gốc hơn quý vị, ở trên thì lá xum xê rồi ha. Đây vẫn thấy luôn ạ, mình rọi dưới rồi lên này vẫn có thể thấy. Cái này cũng đùi ếch nhẹ nhẹ nè. Đùi ếch. Đùi ếch ha. Rồi để luôn ha. Để luôn. Để luôn quý vị. Quay. Đó. Có cụ có đế ha. Rồi. Cụ đế. Vô quanh luôn. Thước đâu rồi? Đâu rồi? Thước đâu rồi? Thước rớt đâu rồi? Khoan khoan chờ lấy thước. Đợi xíu nha quý vị. Rớt thước, rớt thước. Tiêu cái thước. Rồi, có thước rồi. Đồ nghề mà mất tiêu. Ra chiến trường quên cái súng quý vị. Quên súng. Tài rồi. Lộn luôn. Lộn thước. 28 lần. Rồi, vô luôn như đêm. Cây này vô luôn giá 2 triệu 2 anh. Rồi, 2 triệu 2 bao ship rồi nha quý vị. Rồi, xuống cây. Qua đây, một em tàn bự chảng luôn. Và hai cây này tàn đẹp quá. Cây này nó chiều cao khoảng 1m8 anh. Rồi. À, ngang cây này chắc khoảng 1m45. Tàn bự ha. Tàn quá đẹp luôn chú anh chị ơi. Cây này dàn xương rất đẹp luôn. Tàn chà bá luôn. Bá lửa luôn. Rồi đây tay cành đó nè, xương cành nè, xương mít luôn, xương cành ha, đặt kẹo luôn, gì kẹo luôn, bắn lên nè, tay cành nó to hơn do này bằng cầm tay, cỡ cầm tay với một giọt cái thôi là khít khít luôn ha, tay cành khít khít rồi như vậy nè, bù đế nè. Luôn nha quý vị, đây bù đế luôn của chú chơi, trời bù đế hết thân, hết thân, đó, rất đều luôn, đều luôn, cộng nào cũng lấy cái nè, hết thân cộng thì nó quẹo qua đây nha, không có môi lên, em trồng, rồi vô quanh luôn em. Này hoành to nè, rồi. Ba mấy đây? Đó anh? 37 35 à? 35 hoành à? 35 hoành. Cho luôn nha em. Cái này em cho luôn 4 triệu rưỡi anh. Rồi 4 triệu rưỡi ha. Số 3 ơi. Rồi xuống cây. Rồi qua mã số tiếp theo luôn. 33. 33 ha. Cái này lấy chiều cao khoảng 2m anh. À, ngang này khoảng 1m2. Rồi. Không cao. Trời của gì nghĩ ha. Cánh cành nè. Đó, anh này bắt đầu từ đây đi, để xuống ha. Đây nè, lá thưa thưa dễ thấy nè, còn ở trên thì nó rậm ri à. Lịch ha. Thôi, cái này đế ẩn luôn. Vô luôn, vô hoành luôn. Khỏi quay đế đi. Ẩn rồi. Có đầu quay. Năm mấy? 27 của anh. Dạ luôn nha em. 1,5 triệu anh. Đó, 1,5 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. 33 phải không? 30 rồi 33 34 rồi 34 bên đây. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Rồi. Rồi ngang này khoảng 1m45. Rồi. À, quá rộng. Tỉa lại bớt coi. Đang bị chán ha. Rậm rạp quá. Xâm xê luôn. Rồi xuống dưới nha quý vị. Rồi xoay xoay. Tay cành luôn. Đó. Kích kích tay cành bự luôn ha. Rồi vô rổ đế nha quý vị. Khoan để vuột mấy cái này kìa. Chừng mấy anh khiêng cây lên trước giùm mấy cái lá chân. Mấy cái lá chân giúp nha. Quay vô thấy cái đế. Rồi. Rồi để đây. Đó, để bốn phía có đủ hết trơn nè. Đủ luôn nha. Đó, từ từ. Nhìn tươi luôn. Rồi, vô vô hoành luôn. 30 hoành anh. Rồi, 30 hoành, vô luôn như đêm.
2,5 triệu anh. Rồi 2,5 triệu bao ship rồi nha quý vị. 34 á. Rồi mã số 34 xuống cây. Mã số 35. 35 bên đây. Rồi, okay, cao này. Dữ. Cây này dù cao vô, thực tế khoảng 2,5 m mình lấy 2,2 đi. Quá cao rồi. Quá cao luôn. Tàng ngang cái này chắc khoảng 1,5 m. Rồi, em này hoành cũng bự nè. Này thì lực sĩ quá. Kêu lật. Này hoành đế có luôn với tường trường quay trả ngược lại cho anh trả ngược lại. Kêu lật cái chỗ này tôi lưỡi luôn. Rồi giật nó đi. Rồi ở trên đây thì tàn thì kính mít rồi, ở dưới đây ta lá thưa thưa nè. Dễ thấy dàn xương nè. Mới đó. Đó. Ai xương cành nè. Đó. Có thần thấp luôn ha. Đế nè. Cái này không biết sao ship đây trời. Sao ship toàn quốc nổi lên, cái này cao bự nữa. Không biết nó nhận ship không. Rồi xe tiếp luôn. Thấp thần. Tại bộ đế quá, tại bộ đế luôn. Đế thì khỏi chê luôn. Đế đều 24 giờ luôn. Lực quá lực. Rồi trên cái quạnh này. Quay nãy qua chỗ bên kia rồi hả? Ba mươi mốt quanh anh. Rồi xây tiếp luôn, để tiếp luôn ha quý vị, nghĩa kỹ thêm vòng nữa ha. Đấy thì quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp rồi. Rồi để. Rồi giao lưu nhiêu đêm? 4,5 triệu anh. 4,5 triệu nha quý vị. Này ship toàn quốc, biết ship có nhận hay không nó đây hả? Bự cao quá, quá cao đây. Biết nhận không? Mã số, mã số. Rồi 36. Cái này lấy chiều cao khoảng 1,4 m. Rồi tàng ngang này khoảng 1,25 m. Thằng tròn tròn đẹp luôn mà lực. Này xương ngang không nè. Ngang. Đây. Okay. Xương ngang ngang khích khích không? Ngang không. Lùng mà lực. Để luôn. Vô luôn. Vô luôn. Đó, đây đó, từ từ nha. Đó. Đây đều rang luôn anh. Rồi, chỉ đều tới phía luôn. Bên đây nè, nó nghiêng bên đây nè. Rồi vô hoành luôn. 29 hoành anh. Rồi, xe xe vòng nữa. Và báo giá luôn ha. Rồi, giá luôn nhiêu đêm? 2,3 triệu anh. 2,3 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 36. Rồi tiếp tục qua bên đây mã số 37 ha. Cái này lấy chiều cao khoảng 1,8 m anh. Rồi tán ngang. Tán ngang cái này chắc khoảng 1,45 m. Rồi tầm đó ha. Lá thì xum xê kín mít rồi. Kín mít. Đây nó chỗ trống nè anh. Đây ít lá nè. Cần đặt kẹo trong ha. Rồi kéo lại xuống luôn. Rồi đế luôn ha. Rồi quá trời đế luôn. Rồi xe xe luôn. Đế nè. Này, giống bò nằm bò một bên mà có đồ chống lại. Đó luôn ha. Ba cộng nhỏ đó. Bốn cộng chống lại luôn. À, rồi thì cạnh to 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 không. Vô cái hoành ha. 27 hoành anh. Rồi hoành 27. Đó luôn như đây em. 2,5 triệu anh. Rồi 2,5 triệu bao ship luôn. Còn rồi nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục 38 bên đây. Rồi cao dục, ngang luôn. Cao khoảng 1,8 m anh. Ngang khoảng 1,2 m anh. Rồi tầm đó ha. Phủ ra phủ ra phủ lên nha. Trường trường trả. Dạ. Trả lại cho anh cái. Đây bên đây là lá thưa thưa dễ thấy xương nè quý vị. Đó. Đặt từ trên xuống luôn ha. Đó kích trình luôn ha. Vô quá. Rồi xuống đế luôn nè. Để đây. Đây cũng vàng thật luôn anh. Rồi vô hoành luôn. 26 hoành anh. Rồi 26 hoành. Cho luôn nhiêu đêm? 2,2 triệu anh. Rồi 2,2 triệu ha. Bao ship rồi nhưng mà quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 39 em này bự dữ vậy. Cây này thì lấy vừa cao khoảng 2,2 m. Tán ngang rộng thân. Tán ngang cái này chắc khoảng 1,7 m á. Này sao ship toàn quốc trơn. Cái này bao ship 25 km anh ơi. Cái này bao ship toàn quốc không nổi. Quá xá bự luôn rồi. Này quá tới ngày mai rồi. Không có cách nào bao ship toàn quốc nổi của chú anh chị ơi. Này quá bự rồi quý vị ơi. Tàn quá từ cái nhánh. Không quý vị thấy cái tay cành không đâu nè. Cái tay cành hoành mười mấy rồi. Tay cành nó hồi bự chả như 14, 15. Rồi để luôn ha.
đế nè, đó đế đều luôn, thùng nào cũng lấy hết thân. Này đón nó chắc khoảng là 33 không? 33 33 hoành không? Hay ta. Hay ha. 33 hoành. 33 hoành à quý vị. Đó, đế nè. Cái này em vô luôn 5 triệu anh. Rồi, 5 triệu nha quý vị. Cái tàn quá xa. 5 triệu bao ship có 200 km thôi nha. Đẹp luôn ha, cái này bao ship 200 ha. Đó này, ba người khiêng mới nổi nè. Đó, cái rồi. Té nhào luôn. 40, cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Là nghe cái này khoảng 1m2. À, 640 ha. Dạ. Điểm rặn chứ mấy ông. À, cái tàn sẽ nghe không? Nghe. À, nút nụ nó chẳng 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 luôn nè, em bao bông to cho cô chị mình, cô chú anh chị mình luôn, to đẹp luôn, thấy mặt bông luôn rồi. Rồi cụ đế luôn nha trường này, đế nè đó. À, đây cũng có ha, nó sắn đây, đây ha, đây để nó sắn ở đây, đây cũng có luôn ha, đây nó đều ha, đây có cộng bùi chản luôn nha. À, vàng khè luôn á, khè đó, chỗ nào vàng là đây, chỗ đó đế đó. Cho anh mặt nè, cho cái quanh to ngang kéo ngang đó là 31 ha. Ở trên nó là 28 ha, ở dưới nó nở ra nữa đó. Nở cũ rồi. Đó, đế lại lần nữa nè. 2,5 triệu anh. Ngang kích kích không ha. Vậy luôn nha em. 2,5 triệu anh. 2,5 triệu bao ship. Rồi, xuống cây. Rồi, 41 bên đây. Cái này chiều cao lấy khoảng 2m anh. Tầng ngang này khoảng 1m2. Này mình về mình con sơ lại nha, nó điều lại cái nó móng nó bắn ra tực nó về cây thôi. Cái cành kích kích cái trơn nha. Có thân thấp luôn ha. Thấp luôn. Thôi cũ nở dữ luôn. Cũ quá rồi cũ. Đó, để nó luôn. Rồi để cũ luôn, để luôn. Rồi, mình vô cái quành luôn. Nhét cái đây luôn. Hợp lý không? 30 anh. Rồi, 30. Rồi, giao luôn như em. 2 triệu 2 anh. Rồi, 2 triệu 2 của gì? Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. 42 bên đây. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. À, ngang cái này khoảng 1m45. Rồi, tầm đó ha. Này lá bự ha. Lá bự. Chản chản. Rồi xương cành như vậy. Rồi. Cành rất là to. Rồi xuống đế luôn ha. Đế luôn. Cũ nở luôn. Này này mà quý vị về khai thác xuống chừng 2 phân nữa là ở dưới là lồi ra một mé nữa. Đây mé mà cuốn mé khai thác hai. Đây còn bên đây là hai cọng cuốn á, đây ba cọng bự này nữa ha. Rồi cho cái quành ha, này có cái cũ 27 rồi cho luôn. 28 yếu 27 anh. 2 triệu anh. Rồi 2 triệu không quý vị. 42 á. Rồi xuống cây mã số 42 xuống ha. Rồi 43 bên đây ha. Rồi 43 cao ngang luôn em. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Rồi ngang này khoảng 1m2. Lá bầu bầu ha, lá bầu tròn, tròn bự bự nè hay gì nè. Lá nè. Như vậy là bầu lá, lá gì không biết là Thủ Đức nè ha. Dạ Thủ Đức nó vậy. Thủ Đức là thích đủ luôn. Rồi tay cành luôn. Rồi dưới đế dưới cũng dữ quá ha. Rồi đế quá dữ. Rồi xây xây qua luôn. Ở bên kia có không? Có luôn anh. Rồi bên đây cũng có luôn. Rồi vô quanh luôn. Ba ba hoành hoành ha, hoành 33 giá luôn như em. 2,2 triệu anh. Rồi 2,2 triệu bao ship rồi nhưng quý vị. Rồi okay. Rồi mã số vừa rồi là 43. Rồi 44 bên đây. Cái này thì mình lấy chiều cao khoảng 2m anh. Rồi tầng ngang này khoảng 1m4 tầm đó ha. 4 ngang. Đây đọc chữ ra. Tay cạnh em này khít lắm nè. Dạ.
vậy luôn, có cảnh ha. Dạng đây luôn ha, rồi xe xoay tiếp luôn. Rồi, rồi xuống đế luôn nha quý vị. Đế luôn. Này, đế có 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, 6 cộng, chia đều tứ hướng nha. Không bự bự, có hai nhỏ nhỏ, có hai xen kẽ nhau. Rồi vô cái quanh luôn em. 27 ha. 27 anh. Rồi, 27 quanh. Cho luôn nha. 2 triệu rưỡi anh. Rồi, 2 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho quý vị ha. Rồi, xuống cây. Qua mã số 45. Rồi, 45 bên đây. Rồi, chiều cao tán ngang luôn. Chiều cao này khoảng 1m8 anh. Tán ngang này khoảng 1m2. Rồi. Trời ơi. Cái góc kế bên là 4 người khiêng luôn. Nhưng mà 4 người khiêng hả? Cái mã số tiếp theo bị chà bá luôn. 4 anh em khiêng luôn. Rồi, tôi cần đây. Rồi, xuống luôn. Rồi, đế luôn. Khi nào cũng có đế nha, cô chú anh chị. Đó, để nó sắn sắn theo thời gian. À, uống kìa. Dặn thời gian. Rồi, quanh. 29 quanh anh. 29 quanh ha. Quanh 29 ha. 2 triệu anh. 2 triệu nhưng quý vị bao ship cho quý vị mình toàn quốc luôn rồi nhưng không quý vị. Này 4 mấy 44 phải không? Này 40 45. 45 45. Đây 46 mà 4 người khiêng đây. Rồi em này 4 người khiêng nè. Đây này lấy chiều cao khoảng 2m rưỡi anh. Rồi. Tàn ngang này chắc khoảng 1m6. Quá trời tàn, 6 con cây này với cây nãy cặp luôn á. Cây mà nãy bao ship 200 km. Cây này cũng bao 200 km luôn. Cây này rồi. Bao ship toàn quốc không nổi. Nép ra cho anh nhường vị trí này cho anh cái. Đó anh, thoải mái. Hai cành nữa nè. Thổ anh thích tịch luôn. Từ từ cung. Cung lên quay cho. Chậm thôi. À, rồi dừng cho anh mặt này cái. Rồi. Thấy cái gì tay cành nè. Đó này dễ thấy ha. Đặt kẹo từ trên xuống. Từ... Ơ đừng xây đừng xây. Okay nữa hả? Kéo xuống. Rồi. Xây luôn. Rồi xây đúng không? Tiếp luôn. Đó cái gì? Để luôn ha. Rồi để luôn anh. Đây có cộng đế chà bá nữa nha. Mình khai thác thì chút xíu nữa là lúa cũng tới bự ra đó. Mình trồng mạnh lên rồi mình khai thác nha. Vậy là thấy lúa gì được rồi ha. Rồi, vô cái hoành luôn ha. 32 hoành anh. 32 hoành. 5 triệu anh. Có gì? 5 triệu mà bao ship 200 hình nhưng có gì? Đó. Con máy 46 phải không? 46. Quá cây bông bậy. Phan. Rồi. Rồi xuống cây. Đó. Lực lượng khiên nè, hùng hậu luôn. 47. Rồi 47. Cái này em lấy vô cao khoảng 1m7 anh. Rồi. Tàng ngang khoảng 1m25. Tàng đẹp luôn ha. Tàng đẹp luôn. Mít luôn quý vị, xương cành kích kích xong nhưng quý vị. Quay clip này xong mấy ổng đi đám giỗ hết nổi rồi. Quay clip này xong xỉn rồi còn nữa đi em dỗ à. Đi em dỗ. Xỉu luôn. À có gì tay cành nè. Tay cành thích địch luôn. À, tay cành kích luôn ha. À, quá kích luôn nè, có cái củ đẹp luôn. Cái củ đế bự hết thân. Xe luôn đế đẹp luôn anh ơi. Đó, đế này giờ đón hoành thử coi. Chung cô chú anh chị nào thích mày đế cái hoành to lô này là hợp lý luôn. Đó. Anh nói củ không? Rồi em này đón chắc khoảng tầm 32. Hai phải không? Cá em nó không tới. Anh đón. 32. Hay. Đó, cụ đế. Cụ đế hết thần. Hai cành à. Kịch định luôn hả quý vị? Rồi. Giao luôn như em. 32, 3 triệu 2. Anh đi ăn. Bao chiếc nha quý vị. 47. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 48. Cây này lấy vô cao khoảng mét 6 đi anh. Vị trí này hết trơn. Mét 7. Thầy ngang cái này khoảng 1m35. Rồi. À, cũng đẹp luôn. Rồi tàn thì xum xê kính mít rồi. Xuống dưới đây bắn lên đi quý vị. Bắt đầu bắn từ lên đoạn tay cành lên nha quý vị đó. Cộng bự kích rệt hết trơn nha. Bự. Dạ rồi. À. Rồi giờ mình xuống dưới đế luôn quý vị. Để đây. Đế đều luôn. Xây luôn, tiếp à. Luôn. Đế rất đều luôn. Rồi.
cho cái hoành luôn. Em chín hoành anh. Chín ha. Cho luôn nha em. Cái này em cho luôn giá 2.4 anh. Rồi 2.4 bao ship rồi nha quý vị. Rồi qua cây mới luôn. Rồi. 49. Rồi 49 đây. Cái này lấy chiều cao khoảng 2 mét anh. Là ngang này khoảng 1m25. Rồi. Thằng này hướng lên. Vậy quý vị mà có kéo thời gian quý vị kéo ra cái là nó xè ngang xè rộng lắm. Đẹp luôn. Tàn thì kín mít rồi. À, cái này để bắn lên có thấy gì không nha? Bây giờ thấy mấy lá khô. Những cái trường đường xây rồi. Bắn lên còn không thấy luôn. Thấy mấy lá luôn. Thấy mấy lá khô. Đó. Kéo ra ngoài đi quý vị ơi. Đây. Còn dưới đi ha, chắc chắn. Đây nè anh, đây thấy nè. Đó, chỗ này trống trống nè. Thấy rồi phải giật ra. Đó. Giật ra vậy đó. Tay cạnh kích kích luôn ha. Rồi đế luôn anh ơi. Cộng đế nào cũng lấy hết thân. Đây này thật dạ. Đây có cái đế trống. Vô quanh luôn. Quá lửa luôn. Em 8 anh. Rồi 28 quanh. Rồi vô luôn nhiêu đem? 2.4 luôn. Rồi 2.4. 48 phải không? 48 đó. Mấy? 49 hả? Rồi 49 xuống cây. Rồi bên đây 50. 50. Cây này mình lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Rồi. Ngang cây này khoảng 1m4. Rồi lấy 1m35, 1m3 đi. Chắc. Rồi cái đọc. Đọc ha. Bàn thì bự chảng kính mít rồi. Này giờ tôi xuống dưới nha. Rồi giờ thường dừng cho anh mặt này đi. Đây của diện nghĩa ha. Từ dưới kéo lên luôn. À. Kích kích luôn ha. Rồi xuống quý vị ơi. Rồi. Xuống nha. Hình thấp quá. Cái đằng đế đế điều mà không biết sao quay đây. Thấy không anh? Nó xa vậy luôn ha. Đó, giờ không đế thì áp vô đây. Để đây. Đó, đây con trọng á. Rồi vô cái hoành luôn ha. Em 8 anh, chính yếu. 8 ha. 8 hoành ha. Bố mấy? Cái này gì? 50. Rồi. 50. 50 chứ hả? 50. Mã số 50, giao luôn nhiêu? Số đẹp luôn. À, 2.3 anh. 2.3, bao ship toàn quốc. Ship toàn quốc. Qua mã số 51. Rồi ra bên đây nha. Giờ bằng quay kia ra ngoài đây luôn đi. Tiền vòng chống mặt luôn á. 51, cây này lấy chiều cao khoảng 2m. Rồi. Cây này đẹp nha, đằng ngang khoảng 1m4. Nụ thì nút luôn. Rồi. Không chơi nụ nữa. Nên mình không có quay nụ. Không quay nụ. À, nói thiệt chứ nãy giờ không có quay cái nụ âm nào nó bự bự không vậy. Bự. Giai đoạn này mình không có chia bông chia hoa nên mình không có quay nụ nha. À, giờ chủ yếu xương cành đế thôi ha. Bông này tôi quay là bông rất là to. Em bao bông cành. Luôn á. Bông to không. Xương cành ngang không à. Khích khích không nè ha. Cái này thằng ngang không. Đó. Đó, xương cành ngang không nè. Cái này mới quay được. Được chứ. Rồi xuống đế luôn nha quý vị ơi. Đế luôn. Đó. Một bề đế luôn, hết nói. Rồi, nói chung là đều ha, bốn mặt có đủ nè ha. Mặt, không thiếu chỗ nào luôn. Rồi, vô cái hoành nó luôn. 31 hoành anh. Rồi, vô luôn nha em. Mã số này 51 nha. 51 này là 4 triệu anh. Rồi, 4 triệu bao ship. Rồi, xuống cây. Rồi, qua 52 luôn. 52 mình trở về vị trí trong đây ha. 52, cây này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Rồi. Tàn ngang cái này khoảng 1m4. Rồi tàn tròn ha. Tàn tròn. Xương lực luôn. Tàn thì kín mít rồi. Đổi hướng đây quay cho quý vị nghĩa dàn xương ha. Xương cạnh ha. Ngay cái nó cũng đùi ếch nè. Đó, nó khỏe là chỗ này giống như. Đây, nguyên cái đùi ếch nè. Đế luôn quý vị nghĩa đế luôn nha. Nghĩa đế luôn, hẳn ngay đó là có đế luôn, đế cũng đều luôn. Rồi vô hoành luôn. 28 hoành anh. Cho luôn như đen. 52 phải không?
Đúng. Mã số 52. 2 triệu 3 anh. 2 triệu 3, bao ship rồi nhưng cái gì? Rồi, xuống cây. Qua mã số 53. Rồi, 53 bên đây. 53, cái này em lấy chiều cao khoảng 2 mét anh. Rồi. À, ngang cái này khoảng 1m3. Rồi. Tàn bự luôn ha. Bự luôn. Thằng thông cắt tỉa đẹp luôn rồi nè quý vị. Đây, ngay đây lá thưa thưa dễ thấy nè. Tại cành quý vị nghe không? Đặt luôn. Đặt luôn ha. Kẹo luôn. Kẹo từ trên xuống luôn nha. Xuống dưới luôn nè. À, cành thích 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 không nè ha. Rồi, để luôn. Thấp luôn nè. Rồi, để luôn. Để đây, rồi, đến đây. Để cũng đều luôn. Này, cái thấy thương xíu nữa, thò đầu là bự dữ lắm. Nhiều gì lấy cái đục hay gì, đục, đục bỏ này nhưng mà gì. Đục bỏ cũng để ôm rồi đó ha. Bó thần. Em tám của anh. Rồi. Để nó siết thần. Đục bỏ, đục đây bỏ. Rồi, vô luôn nhiêu đen? 53 nha. 2 triệu rưỡi anh. Rồi, 2 triệu rưỡi, bao ship rồi nha quý vị. Rồi, xuống cây. 54. Rồi, cái này chiều cao khoảng 2 mét anh. Dưới hang. Tàn ngang cây này khoảng 1 mét rưỡi. Quá xa cái tàn. Quá xa cây này. Đấy, cái tàn to. Giá nhỏ luôn. Tại cạnh. Hết thân cây này. Tại cạnh khích 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 không này ha. Rồi. Rồi, tiếp tay cạnh luôn. Để luôn anh ơi. Để đều luôn. À, lấy nguyên bị đế này luôn à. Để luôn. Nhóc của mình. Để. Vô, vô. Để. Để. Thì tí nào cũng có đế nghe cô chú anh chị. Đây là mấy cộng ở đây nữa nè. Này mình chưa cạo vàng vàng nữa đó. Thì đó là mấy cộng nữa đó. Của anh. 28 của anh. 28. Cái em vô luôn 2 triệu 7 anh. Rồi 2 triệu 7. Năm mấy rồi? 54, trời ơi. 55. Rồi 55 qua bên đây luôn. Đây ha. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Rồi. Ngang cái này khoảng 1m3. 55. Đặt chủ rõ ràng ha. Cái này một thân rồi, một cốt. Ở dưới đây thì kính mít đây. Giờ dạch ra cái nè. Rồi, rà xuống luôn. Rồi, cái quạt. Em 7 anh. Rồi, 27. Rồi, để đây. Rồi, qua bên kia luôn. Cái này em vô lưu giá 1,5 triệu anh. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, 55 mình xuống cây ha. Rồi, 56 bên đây. Cây này mình lấy chiều cao khoảng 1m7. Tại ngang này khoảng 1m3. Rồi dừng cơ. Rồi, cái tôi đỉnh rà mặt bên đây ha quý vị, bên đây lá thưa thưa nè, dễ thấy dàn xương nè. Xương khích 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 là đừng xây trực. Rồi bây giờ có xây thì xây tiếp đây, xuống tới góc rồi. Rồi, có xây thì xây tiếp luôn ha. Đó đây. Để luôn. Để luôn nè. Xua dọc dọc xua gì cũng có. Rồi mình vô hoành luôn ha. Em 9 hoành anh. Rồi 29 hoành. Mã số 56. 2 triệu 2 anh. 2 triệu 2 bao ship. Ship rồi, luôn rồi. Xuống cây. 57 bên đây. Rồi mã số 57. Đây lấy dù cao khoảng 1m8 anh. Là ngang khoảng 1m2. Rồi. À, tàn này cũng cắt cắt giống giống cây thông rồi hả quý vị? Thì sẵn hết rồi. Đây thì kính mít rồi. Nữa đi được. Cái xe đều đều tay đi được. Rồi mình xuống đế luôn nha. Đế luôn. Cây nào đế cũng đều luôn. À. Có cái củ nở nè. À, rồi vô hoành luôn. Đó, trên cây ngấn nha. 27 hoành anh. 7 nha. Rồi, vô luôn như em. 1,5 triệu anh.
rồi 1,5 triệu rồi quý vị, mã số 57. Rồi xuống cây. Rồi nữa hả? Anh bảy anh báo cây này xù đấy. Cây này lấy chiều cao khoảng 1m7 anh. Mà chắc phải xù thiệt. Là ngang cây này khoảng 1m35. Rồi. Cây này đều luôn. Nhưng quý vị. Xù thiệt rồi. Phải xù thiệt à? Xuống kiểm tra xù cái quý vị. Rồi đây. Chạy hết. Anh đã bắt đầu từ. Bút tên luôn. Xù thiệt nha. Này có cái nhánh này đưa lên đây là mình kiểm tra cũng hơi hơi khó để dạch dạch nghe. Rồi rồi. À. Khó quá. Đây đây. Đây sụp. Chặt kỹ nha quý vị. Đó. Rồi mình trả ngược lên cái nha. Ngay chỗ nách đây cũng có cục. Ừ, nó chảy rồi đó. Dài xuống dưới đây luôn mình lên kéo máy đây quý vị, đây từ từ từ. Chỉ luôn đi. Đây đây chỗ nè. Đây cục nha quý vị. Đây nữa. Trả má trả máy qua đây cái hàng đó. Đây. Xuống dưới đây, đây mình cũng đang chảy dài xuống. À, à này bắt đầu lên nè. Đây là sụt thiệt đây nè. Này luôn nè, nó nắp sụt. Này nó chảy, chảy luôn. Cái gân dài xuống tới dưới đây nè. Dạ. Chảy sụt. Một cục lên đây nè. À, cục này. Rồi rồi rồi, đây rồi. Thôi được rồi, được rồi. Nói chung là nặng rồi đó. Rồi vô quanh đi Trường. Này này. Này sụt cũng nặng rồi ha quý vị. Em chín quanh anh. Rồi để đế coi có gì không nha. Đây, có này 1, 2, xe cho giáp vòng ngay trường. Để mình chỉ thêm cái phần xù này nữa nè quý vị. Xù cái tay cành luôn á. Xù nua tới cái cành luôn. Tay cành nó còn xù nữa nè. Cái này xù nặng. Em nuôi em bắt đầu nó gì ra chưa. Rồi, vô luôn như em. 4 triệu anh. Rồi, 4 triệu được cây mai xù luôn. Rồi, xuống cây. Trời đó, nó rẻ mà. Rồi, 59 bên đây. Cái này nó vô cao khoảng 1m8 anh. Thằng ngang này khoảng 1m2. Rồi. Tiếp. Rồi dừng luôn Trần ơi. Rồi dừng luôn. Đây thì là lá xum xê không thấy hả quý vị. Đây rà xuống chứ chỗ nào thấy hình rà kỹ cho quý vị ha nè. Này cô chú anh chị có thắc mắc tại sao lá bị đỏ, tại em xịt sơn. Xịt sơn làm dấu á. Dấu. Lựa chọn ha, lựa rút tròn quý vị. Rồi xây xây đoạn dưới luôn. Tiếp em. Đế gì này còn bự không ha. Rồi. Tay cành rồi đó. Giờ xuống đế nè quý vị. Trời ơi. Đế quá trời đế luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Đây có còng bự nữa nè. Rồi vô cái hoành luôn ha. 26 hoành anh. Hoành. Này cũng đùi ếch nè. Tay cành đùi ếch. 2 triệu anh. Rồi 2 triệu bao ship nhưng quý vị. 59 á. À mã số 59. Xuống cây. 60. Em lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. À, ngang cái này chắc khoảng 1m5 á. À, tán ngang này rộng dữ lắm. Rộng dữ lắm nè. Rộng thênh thang luôn á. Wow. Rồi, Trường dừng cho anh mặt đó cho Trường. Rồi đó anh. Đó, đừng cho di chuyển nữa nha. Đây quý vị, đọc chủ đàng hoàng ha. Lá thì quý vị nhìn là biết lá Thu Đức liền ha. Đó, này gì? Màu bự nè. Này già nên cái tàn xương tâm nó ít. Đừng. Mình chỉ chơi những cái tàn lớn. Đây, đừng di chuyển những Trường. Tay cành đây. Cái gì nghĩ kỹ nha. Đó mình ra xuống nè đó. Rồi dạ, xây luôn. Cô chú anh chị nên cái vàng xương tâm đó rất là ít. Này mình chỉ chơi những vàng xương lớn. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Thành công. Thế luôn. Khi mình chơi bông đâu có đâu nó đâu ở xương nhỏ trong nó đâu có bông. Dạ. Chủ yếu ngoài thôi. Rồi mấy cái đầu ngoài. Rồi chừng 20 năm nữa mình mắt võng mình nằm được rồi nè. Ba mấy? 32. 32 của anh. Mã số 60 nè. Rồi, mã số 60. Giao luôn như đêm. 60 thì 3 triệu anh. 3 triệu quý vị, vào bao ship luôn rồi ha. Rồi, qua cây mới luôn. 61. 61 ha. Cái này em lấy chiều cao khoảng 1m8 đi anh. Rồi, tán ngang. Tán ngang cái này khoảng 1m2. Rồi. Tao định tơ thủ lại chứ. Rồi, đọc chủ nó đây ha. À. Lá thì còn xinh xê. Có cây mai 4 người khiêng. Đây tay cành nè. Tay cành rất là to. Toàn khích khích không nha quý vị. Bự một khích đây, để anh dạch ngang cái nè. Đó à. Nu rửa luôn. Đây á, đây dư nhựa trào. À, bây giờ thành nu. Không có xù nè. Không có xù. Đó là nu thành cái đùa ếch. Đó, còn đế nè. Đó, nó ủ đế.
30 anh. 30 ha. Này tay cành đùi ếch. Đó xong. 2,5 triệu anh. Okay. Rồi 2,5 triệu bao ship rồi nha quý vị. Rồi xuống cây. Đó 12. Là cây cuối cùng của lớp luôn. Rồi, mã số 62. Cái này dịch cao khoảng 1m8 anh. Tại ngang này khoảng 1m4. Rồi tặng kẹo luôn. Tộc chủ rõ ràng ha. Đúng rồi nè. Tay cành kính mít luôn nè. Rồi rồi. Tàn kính mít chứ. Kính mít luôn. Còn tay cành này cũng kính mít thiệt quý vị ơi nè. Đó. Cành lực lực kích 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 kính ta kính luôn như vậy nên bắn lên nè. Ơi, không thấy gì luôn. Quá kính luôn. Ờ nè anh thấy anh đó. À dựng đây thì mới bắn ra được nè. Đây nè, hơi dán lắc, hơi nhẹ xíu. Đó, đế đó nè. Nùi đế luôn. Rễ cái đuôi bự chảng vòng qua đây luôn. Đuôi này mình chưa cắt. À. À, cô chú nào thích để thì để. Đây còn cộng bự đó. À. Xem nửa vòng nữa trời. Đó. Nữa nữa. Rồi, thấp. 29 quành anh. 29 quành ha. Giá luôn như em. 3 triệu anh. 3 triệu cái gì mà bao ship rồi ha. 62 rồi cái cuối cùng. Rồi. Cuối clip giờ là gì không cần. Dạ em cũng không biết nói gì, chỉ mong cô chú anh chị mình ủng hộ giùm em. Xin cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip hay trong quá trình xem quý vị thích mã số nào hoặc là có chốt nguyên lô có giá sỉ luôn nha quý vị. Cứ mạnh dạn alo em Trường ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.